xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão vượt qua áp lực để có được thành công vàng giỏi. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 này chỉ ra rằng những chú mèo xây dựng được uy tín với đồng nghiệp và cấp trên nhờ vào khả năng tập trung vào công việc ở mức độ tối đa. Trong tháng 4 âm lịch tức tháng đinh tỵ cho thấy những người tuổi mạo trong thời gian này phải chịu nhiều vất vả thiệt thôi, việc gì cũng đến tay. Nếu không tự mình làm việc thì sinh ra lo lắng không an tâm. Có thể nói sẽ có những khó khăn trong công việc cho đón người tuổi mạo, nhưng trong đó cũng ẩn tan những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá cho riêng mình. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn áp lực dường như cũng là động lực để nhiều người tuổi này có thể bứt phá trong thời gian này. Dấu hiệu thường thấy là các đồng nghiệp cũng rất công nhận tài năng của bạn. Tuy nhiên, người tuổi mạo có mặt giới hạn nào đó trong việc giao tiếp cần phải cải thiện. Nếu cần, hãy viết hết những thông tin mình muốn nói ra, sắp xếp lại trước khi trình bày. Muốn gây ấn tượng với người khác thì bạn phải biết thể hiện sự bản lĩnh, tự tin của mình. Tháng này, dịch mã xuất hiện khiến cho nhiều người phải đi di chuyển thường xuyên vì lý do công việc như nghiên cứu thị trường, mở rộng kinh doanh. Trong những lần đó, thường xảy ra một số việc ngoài kế hoạch mà bản mệnh cần phải dự phòng để kịp thời ứng phó. Nhìn chung là tháng này không nên chủ quan. Bên cạnh đó, nguyệt lên bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên người tuổi mạo có thể sinh bệnh. Lời khuyên dành cho con dắp này là trong thời gian tháng tư âm lịch là mỗi ngày bạn cần phải giải tỏa hết những căng thẳng trước khi lên giường để đi ngủ. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi mạo luận về các phương diện trong cuộc sống. 1 luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng đinh tỵ phương diện công danh sự nghiệp có thể thấy nhờ cỏ thiên ngẩn nâng đỡ nên mọi việc sẽ đầu vào đó. Nhất là đối với những ai đang lên kế hoạch công việc thì phát huy được sự hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống. Người đang tìm kiếm một công việc mới hy vọng sẽ có được thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bạn mệnh là người nhanh nhẹn thích học hỏi thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao trong thời gian ngắn. Ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều đòi hỏi bản mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh không thể y ạch như trước đây. Bù lại cuộc sống năng động giúp bạn học hỏi được nhiều trong thời gian này. Khi làm việc trong môi trường cạnh tranh thì người tuổi mạo có một tháng hết sức sôi động thi đua chẳng khiến bạn bội rỗi mà lại giúp cho bạn mạnh mẽ hơn. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng Tư âm lịch vận trình tài lộc của người tuổi mạo được dự đoán có nhiều khởi sắc hơn từ khía cạnh thu nhập cho tới công việc làm ăn hay làm thêm. Người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, tiêu đẳng nhưng không có doanh thu bất thường nào cả lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu cỏ sau một đêm kẹo bị vướng vào những cạp bẫy. Bạn mệnh nên chăm chỉ, tích lũy, tiết kiệm để dành cho việc đầu tư thuận lợi hơn sau này. Không nên dùng tiền của mình đầu tư trong tháng tư âm lịch. Hơn nữa, bạn cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu để biết dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu cho sự lựa chọn an toàn muốn giữ được tiền bạc cũng nên hạn chế việc mua sắm tiêu xài hoang phí nhất định không nên vì quả thích món đồ nào đó mà mua bất chấp sự ngăn cản của người thân vì sau đó bạn sẽ cảm thấy hối hận ba luận về phương diện tình cảm gia đạo Thẳng đinh tị này nhờ có ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm. Lịch trình của bạn khá bận rộn nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa nên không có điều gì quá rắc rối xảy đến. Tuy nhiên, trong các cuộc bàn bạc lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp. Có thể do mệnh có bệnh nên còn giáp người tuổi mão dễ giận hơn, thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu được người ấy nhường nhìn thì cũng phải biết điều nhẽ. Họ nhường cho bạn là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này cũng rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống. Nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Dù bận rộn nhưng bạn biết sắp xếp công việc tách rời với cuộc sống riêng của mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão cho thấy sức khỏe còn dắp này trong tháng này cần có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Có thể thấy bạn thường xuyên bị mất ngủ khiến cho tâm trí lơ mơ. Nhìn chung, tháng đinh tỵ bạn cần phải cải thiện trí nhớ của mình, nếu không bạn sẽ mắc phải những sai lầm trong học tập, công việc do một số sai lệch về trí nhớ mệnh có bệnh nhắc nhở ai đang có bệnh thì tập trung chữa trị đừng chủ quan ngoài ra thường xuyên theo dõi cơ thể có những hiện tượng gì để kịp thời thăm khám và điều trị nhé nhị hát nhập cung chỉnh bắt cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động nhất là những người già và trẻ nhỏ trong nhà bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống ngủ nghỉ đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan tới tiêu hóa đường ruột Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Mệnh mộc, nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết. Đừng cổ phá, bỏ luật lệ mà chỉ nên bỏ rào cản cho chính mình tạo ra mà thôi. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi giàu, màu sắc may mắn màu hồng màu vàng. 2. Tuổi quỷ mão sinh năm 1963, mệnh kim. Nam sao kế đô, nữ sao thái dương, cầu quyết. Dù hiện tại còn khó khăn, ngăn trở, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Quý nhân phù trợ, tuổi dân, tuổi tuốt, tiểu nhân, tuổi tỷ tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đen. 3 tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nợ sao Thái Âm, khẩu quyết, cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, tập trung vào việc tích lũy. Quý nhân phù trợ tuổi hài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. 4. Tuổi Tinh Mão sinh năm 1987, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kẻ Đô, khẩu quyết, nhân duyên khác giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. 5. Tuổi kỷ mão, mệnh thổ, sinh năm 1999, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, nên tìm cách giải tỏa tinh thần khi gặp chết thay vì để dồn nén quá lâu. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mão, màu sắc may mắn màu tím.